ngon. Quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những cái món ăn rất là ngon nhá. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một nhà hàng mà chuẩn Hàn Quốc luôn. Đấy, đó là Dam Chicken. Thì mình đã ăn ở đây rất là lâu rồi, mình hay ăn gà rán truyền thống Hàn Quốc của nó ấy. Thì các bạn biết là người Hàn Quốc ấy thì người ta rất là hay ăn gà rán. Họ thường ăn gà rán với cả uống bia để xem phim, để xem bóng đá này. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng vào Dam Chicken nhá. À đúng rồi, Dam Chicken thì có rất là nhiều địa chỉ. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Dam Chicken ở Royal City nhá. Ten, đây chính là menu của Dam Chicken. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào một thế giới của gà các bạn ạ. Thực sự là thế giới của gà luôn, đủ các thể loại gà. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có gà rán. Gà rán thì có gà rán sốt gia vị cay ngọt, rồi gà rán sốt nước tương, cánh gà rán. Gà nướng thì cũng tương tự như vậy, có gà nướng sốt cay nè, đùi gà, gà nướng tỏi. Wow. Ui, gà đặc biệt, gà không xương sốt phô mai. Gà sốt phô mai, cơm gà có sốt phô mai. Ngoài ra thì ở cơm, ở đây thì cơm cũng khá là ngon. Mình đã ăn rồi, có cơm trộn Hàn Quốc với cả miến trộn rất là ngon các bạn ạ. Và chúng ta còn có cả lẩu tấc nữa, lẩu tấc bốc kỳ. Ôi, nhìn ngon quá. Thêm vào đó thì mình thấy cái salad của nó cũng cực kỳ hấp dẫn luôn ấy. Thôi bây giờ chắc là không nói nhiều nữa thì mình sẽ chọn nhá, chọn món. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ ăn cái phần gà rán truyền thống thôi. Bởi vì là mình không muốn họ thêm sốt vào mà. Mình sẽ ăn gà rán truyền thống, sau đó mình sẽ chấm sốt ở bên ngoài ấy. Cho mình một phần cánh gà rán. Cánh gà rán truyền thống. Với cả cho mình một coca. Bây giờ mình đang rất là đói rồi, mình vừa mới order đồ rồi, bây giờ mình sẽ đợi nhá. Thực ra là cái không gian của cái quán ở Royal City này thì nó hơi hẹp và nó không được đẹp như ở Hàng Bông. Ở Hàng Bông thì là cái địa chỉ đầu tiên của Dam Chicken tại Việt Nam luôn, nên là nó rất là rộng và đẹp. Và không gian quán này thì nó hơi hẹp một chút, nhưng mà mình nghĩ ngồi cũng ok, khá là ấm cúng ấy. Đói quá, phải đợi. Ta-da! Đây chính là những cái pan chan ăn kèm ở đây nhá. Ở đây thì được cái là có pan chan ăn kèm rất là đa dạng ấy. Này các bạn thì nhìn thấy đây là như kiểu là dưa chuột muối với cả củ cải muối. Rồi chúng ta có salad. Salad này thì mình thấy nó chỉ có bắp cải xanh, bắp cải tím với cả sốt thôi. Nhưng mà ăn gà ngấy mà mình có cái này ăn thì nó rất là ok. Đây chính là củ cải trắng muối. Ten ten. Và đây, đây chính là cái đỉnh nhất. Đây chính là rất nhiều loại sốt. Nó có sốt cay này, sốt ngọt này, và cái vàng vàng này lại loại nó vị như kiểu sốt chanh leo ấy. Và mình sẽ ăn kèm những cái sốt này, chấm gà vào những cái sốt này để ăn. Thực sự là cái sốt này chính là đỉnh cao, cái đặc biệt nhất ở đây và nó rất là ngon luôn. Một lát nữa gà ra thì mình sẽ ăn. Ở đây thì có một cái đó là bát đũa các kiểu ấy, để trên bàn luôn này. Đây là bát của mình. Và cái tên đây chính là thìa, dĩa các thứ để đây. Thực sự là đồ ăn Hàn Quốc thì mình rất là thích, nhưng có một điều mà mình không thích lắm, đó là những cái đũa của nó này toàn là bằng sắt, và thề luôn, bằng sắt cực kỳ khó gắp luôn đấy. Khắp nó cứ tuột tuột tuột. Mà mình lấy ra để giới thiệu cho các bạn thôi, chứ một lát nữa ăn gà thì chắc chắn là bọn mình sẽ bốc tay, cầm tay ăn luôn chứ thìa dĩa làm cái gì.
chính là cánh gà rán truyền thống. Thực ra là mình đã nói là mình không thêm vị gì cả, bởi vì là mình sẽ ăn cái này sau đó mình sẽ chấm với các vị ở đây, vị cay, vị ngọt, vị chanh leo á, có đủ cả. Thì tại sao mình lại chọn cánh gà, bởi vì là đùi gà thì mình cảm thấy là nó rất ngấy và nó hơi nhiều thịt, nó khó ăn ấy, nên là mình chỉ ăn cánh thôi. Và mình có thể gọi một phần, tất cả đều là cánh, đây chính là phần ăn của mình, thì tất cả đây đều là cánh, bạn có thể nhìn thấy. Wow, nóng, vẫn còn đang rất là nóng. Ở đây thì khi mình gọi người ta bắt đầu làm nên là mình đã phải đợi khá là lâu, mình phải đợi tầm 20 phút thì đồ ăn mới ra. Thì nó rất là đảm bảo ấy, có nghĩa là khi mà khách đến gọi xong người ta mới bắt đầu làm. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy miếng cánh gà này. Ủa, mùi rất là thơm các bạn ạ. À, vẫn còn đang nóng, thề luôn, nóng quá. Các bạn nhìn thấy hơi bốc ra này, xé vắt hơi, hơi nóng bốc ra này. Bây giờ thì mình sẽ chấm với sốt ngọt. Mình rất thích ăn sốt ngọt các bạn ạ. Mình nghĩ là các bạn nhỏ thì cũng sẽ thích cái sốt này thôi. Ngon lắm luôn đấy. Wow. Bây giờ thì mình sẽ ăn nó nóng, mình phải thổi một tí. Phê lắm luôn. Rất là ngon. Cái sốt này nó ngọt ngọt cay cay ấy, ngon lắm luôn ấy. Ngon quá các bạn ơi. Mình sẽ ăn với salad này cho đỡ ngấy. Không lấy nổi nó luôn. Đây mình sẽ thử cái sốt ở giữa nhá. Cái sốt ở giữa mình nhớ không nhầm là nó hơi có vị chanh leo ấy. Đây sốt ở giữa nè, sốt màu vàng nè. Mùi của nó rất thơm lắm. Sốt này màu vàng, nó hơi có vị chanh leo và nó rất là dễ ăn luôn. Còn cái sốt ngọt của Dark Chicken ấy thì nó sẽ hơi cay một tí. Còn cái sốt cay của nó, cái sốt bên này này, sốt cay này, thì nó cực kỳ cay, nó rất cay luôn ấy hả. Mình sẽ chỉ dùng ít thôi. Nhưng mà sốt mà mình thích nhất vẫn là cái sốt ngọt ngọt cay cay này. Tuyệt đỉnh. Và không có một quán nào, mình chưa ăn một quán gà nào ở Hà Nội mà có được cái sốt ngon như thế này. Và các bạn có thể tùy chọn, các bạn gọi một phần này ra, các bạn có sốt này, các bạn có thể thích ăn sốt nào thì các bạn chấm loại sốt đấy để ăn. Thực sự là gà nó đánh bại tất cả các cửa hàng gà ở chỗ khác luôn ấy, còn dã man. Không phải là mình quá hào phóng lời khen để dành cho Dark Chicken đâu, nhưng mà thực sự rất là ngon. Nhờ các bạn hãy thử nhá. You're not fooling me, not fooling anyone.
giờ mình sẽ tiếp tục thưởng thức hết cái gà này, đĩa gà này của mình nè. Ôi ngon quá, thực sự là hy vọng là các bạn sẽ thích video này nhá. Ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu với các bạn món gà rán của Dumb Chicken. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên đó là hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Hãy chia sẻ đi vì nó miễn phí mà, để mình có động lực để có thể làm thêm những video tiếp theo. Tại vì thực ra là đợt này mình cũng khá là ít ra video ấy. Nhưng mà không sao, sau này mình sẽ cố gắng để có thể làm thêm nhiều video hơn nữa. Ok, video đến đây là hết rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.